bạn. Nay ban thầy trò em lại đang có mặt tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để thăm, khảo sát đất và tư vấn phong thủy thiết kế biệt thự, nhà vườn mái nhật cho một bạn trẻ xây căn nhà báo hiếu cho bố mẹ ở quê. Và đây là cái cổng cũ nhà bạn ấy. Đó. Trên tổng diện tích đất của bạn ấy rơi vào khoảng gần 600 m². À, đây là tất cái công trình cũ của bạn này. Đó. Và bạn ấy đã gọi Nguyễn Tất Nhiên từ trên kênh đến để tư vấn phong thủy và thiết kế cho bạn ấy một căn biệt thự nhà vườn mới. Sau đây mời quý vị khán giả và các bạn cùng em và tham gia quá trình tư vấn phong thủy và thiết kế. Xong nhà mới là nó không có hiện tượng mạng nhện như này đâu. Nhìn nó mất thẩm mỹ. Anh sẽ dồn gọn vào cái góc đằng trong kia nhé. Tức là để khoảng 2-3 mét đất ăn uống 2-3 mét ở đằng sau và phía bên này vẫn còn đất đấy. Vâng. Thì cái ngôi nhà vườn của em nó phải như thế nó mới thông thoáng. Em mấy con trai? Em một con trai. Này cũng xác định là hết đời bố lại di chúc cho đời con chứ không chia đúng không? Vâng. Cái mảnh này xác định không chia đúng không? Vâng. Rồi ok. Chốt mẫu nhà vườn. Mười một, mười hai. Ôi cái này cũng gần kịch à. Hai chỗ đó, hai mấy mét này. Đây trong bản đồ của nó vẽ là 22.39 này. Em đo trên này nó chính xác. Cao phết đấy. Cái thơ này không hiểu à? Cái ghế đi gãy hiền à cu lấy ghế lấy ghế cái con đấy lấy ba ghế cháu này nó học nó là nó thật lấy kiểu như thế em bóng khó nó bóng. Tức là đây là một sảnh. Đúng rồi, đây là chính. Đúng rồi. Sáng như cướp này. Bóng lắm. Ở trong là nó bóng. Em thấy như thế ổn không? Đấy, nó còn thừa những khoảng này này. Còn là mình sẽ làm một cái khu phụ tất ở trong này này. Khu bếp phụ là nó sẽ liền sang đây. Khu bếp phụ đây, nhà xe các thứ ở khu đấy luôn đấy. Nhưng mà chiều thuận thì nó không thuận, để theo phong thủy đẹp thì nó lại phải dưới này, dưới dồn vào móng đây sắp chấp nhận phải đổ đất lên tầm 1.5 m luôn. Cái đổ đất móng miếng thì cái đổ đất cái đất nhà mình rồi nó sẽ theo cái bằng phẳng, nó theo cái độ bằng phẳng. Nhưng ở đây của mình là còn phải làm cái nữa để cho nó hợp theo cái con đường này các bác này. Cái đường ở đằng sau nhà này là rất nguy hiểm, nó thất thoát tiền bạc và nhân đinh. Cái đường đằng sau và cái thế đi nó cũng gần như là đi xốc nách mất rồi. Mà lại xốc nách phía bên phải này, nó không tốt. Bên phải thì nó cần yên tĩnh, tĩnh tại để quản lý tiền bạc và gia tăng nhân đinh. Thì ở cái sảnh này là nhìn lên nhà cô cận à? Đúng rồi. Cái sảnh này chỉ nhỏ thôi, sảnh phụ thôi, để nó đi vào phòng thế bếp. Thế nếu nhìn lên nhà cô cận mà là cái chỗ đấy mà để có 1.5 m thì sảnh gì? À không, cái bên này rộng mênh mông này anh. Thế thừa lại đất thôi mà anh. Cái bên này thừa là để sang mặt tiền hết, chứ không để ra đằng sau nhiều gì cả. Đây không à. Như đúng không, cái sảnh này đúng không? Sảnh này là ở bên trên này. Thế bên trên này thì đang bảo là chỉ để lại 1.5 m đất thôi, còn đâu lốn đất ở dưới này thì sảnh thì... Không, cái chỗ này là đúng là ấy rồi. Thì anh em tham gia. Là hơi anh nhầm rồi này. Cái chỗ này là để lại 1.5 m hay 2 m thôi thì là bên trên này anh ạ. Ở bên dưới. Trên chứ không phải bên dưới. Không, đây là đang dồn nhà xuống dưới và để chống chống hai cái phía mặt tiền. Mặt tiền này là tiền chống ở trên.
là ở bên trên này là mét dưới là cái mét dưới này là ở dưới ông Năng này lên này. À, lại dưới lên. Nhà ông Năng lên à, lại để mét dưới nhà ông Năng lên dưới ông Năng, còn trên này toàn bộ sân thừa trên này hết đi ra các cái sảnh này nó mới rộng như ạ, mà cái sân vườn của mình nó mới đẹp thì đó là anh em tưởng là cái này là bên trên không, cái này là dưới nhà ông Năng này đây. Bây giờ các bác hình dung đủ chưa? Đây là cái cổng đây này, ngã ba đây này, đây là phía đường phụ này và đường cổng mình đi ra đây này. Đây là cổng ra đây. Coi bản đồ này là y án như này luôn. Toàn bộ dồn lên trên hết. Dồn sang hai mặt đường. Dồn sang hai mặt và đường. Và mình ở thụt sâu lại nó yên tĩnh hơn. Nhưng mà mét rưỡi dưới này hay là hẹp quá nhỉ? Thôi được, cái đấy thì một mét hay là mét rưỡi thì dưới sâu rồi. Cái đấy khi mà mình san than lớp mặt bằng, san lớp mặt bằng lên nó cụ thể mình cho cái ông cầm hồng dung sai 50 phân một mét, cái đấy không vấn đề gì. Bởi vì đất của mình đang rất là chọn rồi. Cái mặt tiền này của cháu đang chỉ khoảng 14 mét quay đầu và cái này 13 mét, 12 mét 9. Đấy, cháu sẽ kiêng cái con số 13, ví dụ 12, 9 hoặc 14. Rồi, cái đấy thì cái mặt tiền này nó sẽ rộng hơn và cái chiều sâu này nó cái sẽ... đấy thì rồi rồi. Đâu có đấy là như thế là ổn rồi. Đây là 24 mét 15 anh? Vâng. Ừ. Chiều này, chỗ cái nhà học ấy. Cái chiều mặt đằng trước này là ngắn hơn này. Em hiểu rồi. 22, còn cái chiều này cũng thế. Đấy là sườn nhà cô Cận. 22. Đấy là sườn cô Cận. Cái sườn hai cái mặt này lở hậu hơn này. Đây là sườn nó năng, đây là bên nhà ông Oanh này. Rồi đúng rồi. Hai cái mặt đây dưới là mặt tiền trước này. Coi cái nhà nó làm chữ này vẫn còn thôi đi ra nhờ anh ở đây chia phòng đi. Đấy, tức là bây như thế là thấy cũng ổn rồi. Nào kể cả ổn. Sau này mình có xê dịch cái từ nhóm năng này lên thêm khoảng 50 phân một mét là vẫn được. Nhờ anh ấy chia phòng. Cái khu này là khu bếp phụ nhà xe nhá. Ví dụ xe bạn đi từ cổng đấy, chạy tiếp ở đây đấy. Và bếp phụ là kho tàng dự, kho tàng các thứ là tất ở dưới này. Mình là lúc đầu là cũng tính như thế vì này nay mai cái con đường này, con đường phụ mà cái rãnh thoát nước ở nó ở đây. Dạ. Ví dụ mình có công trình phụ đây thì thải ở đây nó tiện hơn là ở dưới này thải ngược lên. Đúng. Thì đúng chỗ. Thì tức là khép kín nhà về bên này rồi chúng ạ. Còn thừa cái chỗ này là khép kín bên này rồi thì bên này không có cái gì ở đây. Bên này là không liên quan gì, chú ấy ạ. Đấy. Rồi bây giờ ta dồn toàn bộ lên trên. Đấy, nội dung đấy là thống nhất rồi. Thì bây giờ anh chia phòng nó xem nào, anh chia phòng chia phòng rộng dài như nào cho các em thôi. Rồi. Thế còn nếu phương án vẽ thế là đúng rồi. Đúng bài nhờ đúng không? Chú ạ. Không cái gì cái bởi vì mình phải dồn tất lên trên này để nay mai còn cố thải đường ra ngoài chứ lại thải từ dưới này đẩy ngược lên trên này cũng không được. Ai thế này thì đi cái mẫu hai mặt tiền một cho em xem hàng mẫu là gì xài cái đi hết mặt tiền bình tĩnh không giữ được gì là một sửa này đi hết rồi. Không, bây giờ giữ cái gì? Giữ để nhỡ hết việc. Để lại. À, xác định như thế này không có là... Khoanh cũng khởi. Anh mang lên anh cho giặt... Cái công trình cũng không là nó bị đẩy cái nhà nó lên là nó xấu. Tránh ra để bác xem. Đây, cái nhà mình sau nó xấu ta. Đúng như cái là... Nó vế được bác. Cái sảnh quay sang bên này đây và sảnh quay lên trên kia đây. Em mở. Nó được kìa nó. Nó ôm bác cho nó ấm. Đấy, cả nhà xem có đẹp không? Nhìn mày dễ. Ở ngoài nhìn anh nhìn từ ngoài vào là nó hơi bóng, khó nhìn hơn. Đấy. Hôm nay đẹp miếng bàn rồi. Sảnh này là chính. Đấy, nhìn nó không sàn đấy. Đúng rồi, lên nhà của con. Khu mình đây vẫn mẫu hôm trước cậu gửi anh này đúng không? Không. Mẫu khác. Cô Đình Chu này chưa có mẫu này đâu. Chưa làm mẫu hai sảnh này đâu. Lấy bác Long. Ôi giời ơi. Bọn em. Vợ chồng nó đẹp là đẹp. Bọn em chỉ phác thảo. Bác này là, sao là cai nhà mình thôi à? Không không ạ. Anh em tất anh em nhau. Anh em thảo luận. Các bác biết làm xây dựng. Bác. Thì đến để hỏi ngay là bác có biết xây dựng không? Bác làm xây dựng. Gọi là biết xây dựng đến nó dễ, càng dễ làm việc. Chứ còn em thì chỉ nhìn mắt nó ấy thôi chứ còn thì em cũng nhìn vào bản vẽ này nếu không còn như bức bách ý anh bảo. Thì như bức bách thì không cần thật đấy, cai cũng chịu như đừng có đùa. Cái mẫu này lên anh khẳng định với em cực đẹp luôn.
Bác có nhìn thấy không? Nó bảo nhìn thấy được không? Nó có nhìn thấy đấy, đấy. Nó có hai sảnh thì nó sẽ khoe đấy. Anh nhỉ? Đấy, khuôn nhà lên là đúng như thế. Nó khoe hết cái mặt tiền của nhà mình. Ôi mày ra đằng kia. Đi ra ngoài. Phòng này nó lồi ra thông cảm nhá. Vâng. Đập bật. Lồi ra thì nó mới tạo khối ở trên cái mái này nó mới đẹp. Chứ còn nếu mà làm phẳng thì nó lại không đẹp. Và hai nữa khi mà lồi ra như thế thì cái phòng ngủ nó đẹp hơn nhiều. Nó được rộng hơn. Một khép kín một chung đúng không? Dạ. Ok. Đấy, thống nhất được cái thì... Hoặc là trường hợp mà ví dụ vợ chồng về mẹ ngủ phòng này đi sang vệ sinh chung nó rất gần này. Và cái cửa này là để đi về cái khu nhà xe bếp phụ ở bên này này. Cái khu bếp phụ của em nó ở cái góc này đúng không? Đấy. Thì nó sẽ thuận tiện này. Mình có thể đi từ cửa này sang bếp phụ hoặc đi từ cửa sau sang bếp phụ thì... Bên lần đó là 3 phòng mà đây 1 phòng là 4. Vâng. Còn bên này là công trình phụ và bếp ăn. Bên này bếp cộng với ăn cộng với phòng khách đây. Phòng khách xem tivi đây. Phòng thờ chính nữa. Phòng thờ và trung cung luôn. Phòng khách này từ đây sang đây bao nhiêu? Nó khoảng 8 mét này. Chiều này sang đây. Chiều này vào đây, đây này. Tổng phòng khách của nó 40 mét vuông này này. Từ đây đến đây là 6 mét, 6 mét rưỡi. Từ đây vào đây, từ đây đến phòng thờ 6 mét rưỡi. Cái nòng nhà này của anh chỉ đang được có 4 mét thôi, 6 mét rưỡi thôi ra đến đây. Đấy. Cái phạm vi phòng khách nó rộng như thế mà. Và khi nó vay mượn không gian này ấy, thì ngôi nhà của mình mặc dù nó không phải là quá to nhưng mà nó lại cực rộng, cực thoáng luôn. Tổng diện tích. Tổng diện tích cái chiều này nó khoảng đây, 13.4 này. Thì mình đẩy chưa có le sảnh đúng không? Không, đây đang tính phủ bì mà anh. Chiều này 13.4, chiều này 12 này. Cái khoảng thò này thì rộng hơn 1m4 nữa này. 1m4 nữa là thò lên cái sảnh này. Bên này là 12.9 này. 12.9 là cái bên này. Còn bên này có 12. Nó thò ra 90 phân. Tạo ra cái khoảng thò này thì ngôi nhà nó đẹp. Nó mới hình khối, nó mới hầm hố. Mà xem anh xem tổng bao nhiêu mét vuông. Tổng có cộng của anh nó tính không? Tổng trong một cái khuôn nhà này là của nó bao nhiêu mét vuông tất cả? Chưa đến 200. Mát 200 rồi gì? Chưa đến 200. Tầm anh cứ tính cho không thể. Chưa đến 200 là phủ bì này còn chưa tính le. Le lán thì thoải mái. Thợ xây tính nữa. Tính sau. Và cái này nó chỉ tính. Cái này nó trong bản vết trước là khẩu vị tính. Em đang tính phủ bì đi đã. Phủ bì thôi anh nhỉ. 12 nhân 14. Còn le ra ngoài là khác. 170 mét. 170 mét cộng sảnh. Hai sảnh này là mát 200. Mát 200. 108. 178, 185. Cái nhà này nó vẫn tầm dưới 250. Không thể dưới 230 đâu. Tầm nếu mà thế lê lán nhiều. Cho thoải mái là 250 đi. 250 là vòng le mà. Thì nó vẫn ngang ngang cái kích thước con 71. Thôi cũng làm thế thôi. Cái tầm tiền của em yên tâm. Chứ mẹ làm mà nếu mà 200 của mình không ra xong hẳn lứa. Chứ không có thì... Kể cả trường hợp nhé, nếu cảm thấy mà run tay mà sợ để anh thi công chìa khóa cho tay. Phun nội thất luôn. Chúng cứ đếm tiền theo công đoạn mà anh chuyển thôi. Cái này có hai cửa ấy thì ra xuống dưới à? Giống như con người ấy. Anh ăn được đã là quan trọng, đã là rất là quý rồi, nhưng mà anh ỉa được nó còn quan trọng hơn nhiều. Cái đường đi trong nhà nó cũng phải có cái thoát thì cái khí mình vào mình sử dụng xong rồi nó tiêu hóa đi đúng không? Nhưng mình không có những cái cửa này thì tự nhiên không, gió nó cũng không vào trong phòng, nhà phòng được. Phòng ăn đâu nhỉ? Phòng ăn đây ạ. À? Phòng bếp phòng ăn đây ạ. À? Phòng bếp phòng ăn bao nhiêu mét vuông? Phòng bếp phòng ăn 25 mét vuông. Cái này để luống à? Từ đời đến đời để luống. Cái chỗ này nó có cái tủ vách ngăn hai mặt đấy anh. Bên này là để đồ của phòng khách, bên này là để đồ của phòng ăn.
ví dụ những cái nọ hoa, những cái nọ khăn giấy các thứ của bàn ăn là mình để ở đây. Chỗ này tủ vách ngăn hai mặt. Cái bếp thì không nói rồi, như cái cửa của cái phòng khách này. Đây là phòng ngủ rồi đúng không? Phòng khách. Phòng khách. Phòng khách. Đấy này. Phòng ngủ có từ bên này thì đây là rồi. Phòng ngủ 1, 2, 3, 4 này. Đấy, đấy là phòng ngủ. Rồi rồi. Còn vệ bên này là tức là phòng ăn này, phòng vệ sinh này. Đấy nó nằm ở phía phòng bên này. Phòng ngủ của em là 15 16 m tiêu chuẩn hết nha. Phòng ngủ master 16,5 không tính VKC nha. Phòng số 2 15 nha. Phòng số 3 16 5 nha. Phòng này 13 5 là phòng nhỏ nhất này. Bà mẹ bà sẽ rất thích ngủ phòng này luôn. Cho bà vào đấy. Thứ nhất bà ra bếp nó gần. Bà ấy đến đây phòng vệ sinh chung nó gần. Đến vệ sinh nó gần. Thế còn cái phòng này là phòng có vệ sinh này. Vợ chồng, vợ chồng nhà nó này. Đấy con nó ở này, mẹ nó ở này. Đấy. Anh dạ. Rồi. Các con ở phòng sau. Anh nhìn thấy xem chốt chưa? Chốt quá. Mà nói chung là cái mẫu đấy thì nó chỉ còn có như thế này. Mẫu đấy thì nó chỉ có thế thôi. Đây và bây giờ cho các bác xem cái ngôi nhà đã xong rồi. Đẹp chấm hết luôn. Mấy đứa này cọc cạch quá. Và về sau nhá, cái bàn ghế em dùng. Mời các bạn tham quan thực tế một cái mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật một tầng. Vừa xây xong đấy chưa? Cuối năm 2020. Ngôi nhà thì bằng thiết kế hạt. Mọi cái đấy ổn chưa? Tuyệt vời không? Giờ là thành cây cảnh. Một là cái hình ảnh ấy rồi, hai là cái phòng ngủ rồi, nếu ổn chưa để mà đi vào kết cấu. Rồi anh sơ qua tí vì anh bận việc. Chúc các bạn tất cả sang năm mới 21 có những cái ngôi đấy nhà. Đấy thì em nó ổn rồi, anh cho em cái vị trí cột xem có những cái nhà. Trước khi vào trong nhà, mời các bạn tham quan một chút cái bên ngoài. Cái chi tiết cột rồi, được cái đấy thì có thể kết hợp để mà ấy được điều chỉnh. Và khi làm nhà màu trắng thì chúng ta nên có những cái mảng điệp đỏ hoặc là xanh. Nếu bạn nào thích những cái gam màu lạnh thì cho xanh, còn bạn nào thích những cái gam màu nghiên cứu lại thì cho những cái màu đỏ các bạn nhé. Còn, và xung quanh thì bạn vẫn còn những cái đi vào chốt của cái vấn đề kia đi thì nó tiết kiệm hơn móng băng một xíu, nhưng móng băng thì nó lại bền vững hơn móng gốc một xíu. Mình cứ dán tiền đến đâu thì nó bền đến đấy. Như nó ấy hơn nó tốn hơn. Không phải tốn hơn, như cái đất nhà này chỉ có những chỗ chỉ 50 phân, 40 phân này. Nếu mà cái giải đất của anh mà nó không đều thì anh làm móng cốc hay hơn. Bởi vì móng cốc thì nó giống như cái bàn chân ấy. Chỗ nào thụt thì nó dẫm xuống sâu, mà chỗ nào lông thì nó lên trên. Thôi chốt theo cái phương án cốc nha. Móng cốc rồi, làm móng cốc. Ok. Cái này ok hết chưa? Ok hết, bây giờ cho anh mượn cái chứng minh thư để ký cái hợp đồng thiết kế. Một tháng sau bàn giao cho em và lập em vào cái nhóm thiết kế. Cái nhà này thì nó cấn đất, nó không được như nhà này, như nhà mình. Như nhà mình cái sảnh phụ này đi ra mình còn sân mênh mông đây. Thì nó còn đẹp hơn cái nhà này nhỉ? Thế nội dung có thế thôi đúng không? Có những ổn rồi chả có gì nữa. Chỉ có hai bên là ký kết thôi. Bởi vì kể cả các bác khán giả trong trường quay là cũng đồng ý hết rồi. Đúng không? Ok hết rồi. Và nó hợp tình hợp lý với cái mảnh đất. Anh đang lát. Ok anh. Anh nói nhá. Vâng ạ. Chị đang đâu? Anh Thảo lấy chứng minh thư gọi là bố lại để chứng minh thư ở dưới Hà Nội. Con của bà xã nữa. Bà xã được không? Đi ra ngoài bị đánh đi. Cái giếng này chắc là phải bỏ. Chắc là phải bỏ rồi. Cái giếng đấy nó nằm trong khuôn nhà. Nằm ở khuôn nhà rồi. Cái giếng đấy em bỏ đi. Bây giờ người ta khoan hết rồi. Trên này có nước sạch không? Có nước sạch không? Không có. Nếu không có nước sạch em khoan cái giếng to đây. Thì khoan xong em cắm ra cái bơm 1m6 à. Và triển khai luôn cái giếng đấy. Giếng. Để trong cái quá trình xây dựng là người ta sử dụng suốt. Thì đến khi mình dùng nước ăn là nó được sạch giếng. Tí nữa anh đánh dấu. Tí nữa xem anh ở chỗ dấu, nào thì anh gọi là đánh dấu luôn cho em cái giếng, vị trí giếng. Để mà gọi là em còn làm. Rồi anh đánh dấu luôn cho em. Cái thứ hai nữa là em hỏi tí là cái
móng mía các thứ này thì gọi là chẳng hạn như gọi là em đổ móng thì các anh có về khảo sát anh móng, giám sát, anh hỗ trợ và anh đồng hành đến khi em xong nhà anh lại cho lên TV của anh. Thế em yên tâm như thế, tức là gọi em cần nói tóm lại là trong này, cái trong móng cái quá trình mái đấy, trong quá là... trình xây dựng em vướng mắc bất kỳ chỗ nào em alo lên nhóm, nếu giải quyết được qua điện thoại thì anh giải quyết qua điện thoại, nếu cần về trực tiếp anh về trực tiếp. Yeah. Từ nhà anh lên đây chỉ có 20 cây thôi. Yeah. Đấy, cháu ở ngay dưới biên Khai Quang này. 25 cây, chính xác là 25 cây. Đình Chu để suốt ngày lặn nội lên đây quay nhà Thắng, nhà Kỳ, nhà cô gì ngay đầu làng chữ U, nó làm mái đỏ đỏ đấy, nó làm ốc vít đấy. Vâng, đấy chắc cô biết không, vẫn Đình Chu nhà mình à. Thì em chắc đi nhiều nhà nhà Thắng Đình Chu nó ngay đấy, Thắng ngay Kỳ đi cạnh nhà nghỉ đấy. Thắng Kỳ rồi gì, vâng. Thắng Kỳ là mới làm nhà vườn em đấy. Bảo thế cái vâng. Khuôn viên nhà em đấy, thực ra nhà quê thì em vẫn muốn một cái khu, một cái khu bếp, bếp củi nấu. Có, nó vẫn đẩy góc này, vẫn đẩy góc này. Lúc nãy chưa tham gia đúng không? Vâng, vâng. Đây, đây, đây. Nó vẫn ở cái góc này này. Vẫn có. Hôm nay là khán giả trường quay hơi nhiều đây. Em vào đây giải thích này. Đây là cái khuôn nhà chính của em nhá. Cái khu bếp chính của em ở đây, nhưng mà khu bếp phụ, nhà xe, nhà kho của em là cái dãy này. Cái dãy cuối cùng đất của cái đằng này. Tại sao nó đẩy vào cái góc, góc này? Đã có, sân bếp đằng ấy là có. Và cái giếng thì em cũng khoan cho anh ở cái vị trí này nhá, cái vị trí đằng này nhá. Tí nữa anh ra chỉ cho em chỗ cũng dài rồi, tí chỉ trên thực địa luôn đúng không? Đấy, để anh đánh dấu cái giếng này. Anh cho ra ngoài góc nhà nhà phụ được, nó đỡ vướng đến nấu nướng khi mà nhà có việc, mà đằng sau nó sẽ là phơi máy giặt. Xe đạp rồi còn còn nó nhiều đồ, xô thùng đồ chậu nó đủ loại. Nhẽ ra là bán sắt vụn rồi nhưng mà chưa bao giờ bán. Đối tiếc. Bây giờ anh dùng cho. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của thầy cho em. Trong quá trình tư vấn thiết kế, thầy đã chọn cho bạn ấy một cái mẫu nhà, nhà vườn biệt thự mái Nhật. Có diện tích dự tính khoảng 170 m², 4 phòng công năng, 4 phòng ngủ, phòng khách kết hợp phòng thờ và 2 WC, một chung một khép kín. Đó. Là trên cái mảnh đất của bạn ấy đấy ạ. Và do có con đường làm bên phải, nó ảnh hưởng đến ngôi nhà. Đã nguyên tất nhiên đã chuyển với động tĩnh của ngôi nhà. Nếu quý vị khán giả và các bạn quan tâm đến tư vấn phong thủy, quan tâm đến thiết kế, xin hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình. Thầy cho em sẽ nên giúp quý vị khán giả và các bạn. Em chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn nhiều ạ.